Đâu để em quay cho. Camera mẹ. Nhìn nè, camera mẹ làm việc nè. Star bro. Chị ngày trước chị nói tiếng Anh giỏi lắm rồi. Thật. Ngày trước bảo là từ nào cũng biết. Nói đi. Can you say hello? Câu đấy là where are you from?
Dịch được chưa? I have to photograph for a long time. We just waited like for a coffee. Oh. And I need a haircut, so. Sorry, but do you have a boyfriend? Her girlfriend? No. Big boy, 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 online, huh?